Này, sáng nay tôi phải ăn sáng bằng bỏng đấy. Có ít tiền tôi vay, đói quá. Ô, tôi nói thật nhá, bây giờ tôi mà được chết đói như ông ấy thì tôi lại còn mừng quá. Ô, tôi đỡ phải đi ra hiệu thuốc để mua thuốc độc mà tự tử. Độc làm gì? Ừ, để kết liễu cái cuộc sống nghèo khổ này. Mà có khi nhá, bây giờ ra hiệu thuốc tôi còn phải bảo người ta là chọn cho tôi cái loại mà chết chậm một tí, chết từ từ. Để làm gì hả anh? Để có thời gian chạy vội đi bán lại cái chai cho đồng nát, mà lấy tiền trả cái tiền bỏng này. Mua chịu đấy, trước khi chết phải giữ danh dự chứ. Khổ thân ông đấy, bây giờ trong túi của tôi chỉ có đúng 5.000 thôi. Sáng ngày mai tôi sẽ đi ăn phở. Cầm 5.000 ra hàng phở thì ăn được cái gì? Ăn được chứ, bình thường một bát phở là 30.000. Nhưng mà ngày mai tôi cầm thêm một nắm cơm không cộng với cả một cái quẩy. Sau đó tôi gọi 5.000 nước phở. Thế là tôi ngồi ăn cơm cùng nước phở với quẩy ngon lành. Ăn xong tôi xỉa răng xoang chảnh bước chân ra khỏi tiệm. Người ngoài nhìn vào, ai chẳng nghĩ tôi vừa ăn phở. Ờ, vừa no mà lại vừa được sang cái mồm. Chỉ mà ăn phở xong á, thì kiểu gì chị cũng gặp em đang đứng trong xe. Mà lý do là tại sao? Tại vì bạn em hôm qua rủ em đi xem phim, mà em nể lắm em mới đi đấy chứ. Ai ngờ nó bắt xe tiêm vé, trong túi thì không có tiền. Thế là em đành phải ngậm ngùi xuống dưới trông xe cho nó. Xem hết phim xong nhá, nó xuống, nó trả em 5.000 tiền trông xe. Trên đường về, nó lại còn kể cho em hết nội dung toàn bộ của bộ phim. Thế là coi như mình vừa được xem phim, vừa lại 5.000. Có thêm cái nghề mới, đấy là nghề trông xe. Thế thì ngay ngày mai chị phải rủ em đi ăn phở với chị. À, cho tôi đi ăn với. Ừ, thế thì ông phải mua thêm mấy chai thuốc độc, rồi uống hết đi, rồi lại bán chai cho cái đồng nát ấy, mới đủ tiền để ăn phở bọn tôi. Này, thế là cùng cảnh ngộ với nhau à? Ừ nhờ. Giờ thì trong túi chẳng còn gì, đã không còn đồng nào. Không còn đồng nào, sống ra sao? Sống ra sao thì ra, cũng đã qua muộn màng. Đã không còn như ngày xưa nữa. Trong túi mình đầy tiền, đã không còn buồn phiền. Không còn buồn phiền thì muốn chia không? Hát đấy. Nhanh thế, để lành hát thôi. Chuyện gì mà mấy đứa u sầu thế? Có biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày lĩnh lương đấy. Ôi ôi, quá bình thường, chả có gì đặc biệt cả. Cậu này, sao bên kia ngồi? Sao lại ui ui? Hôm nay là ngày mình lĩnh thành quả lao động cả tháng cực nhọc mà lại ui ui à? Với anh ấy, hôm nay chính là ngày tuyệt vời nhất. Hai hai. Mấy đứa làm sao ấy nhỉ? Tháng nay anh có trừ lương ai, có phạt ai đâu? Mà mặt cứ như đâm lê ấy. Hận gì anh à? Bọn em không hận anh. Hận ai? Hận đời. Đời làm sao phải hận? Đời tốt đẹp như thế hận cái gì? Đời mà có tay nhá, đời vả vỡ mồm vỡ miệng mấy đứa ra. Chính vì hôm nay là ngày lĩnh lương, thế nên bọn em lại càng hận. Đây chính là tác giả của nỗi đau của bọn em đây này. Của em nữa. Của em nữa. Của em nữa. Là về sinh nhật, là vì ăn cưới, rồi ăn hỏi, rồi đám ma, xong rồi mừng thọ. Xong rồi lại còn thôi nôi, rồi đầy tháng con, khao nhà mới, khao xe mới. Rồi còn cả khao cái đôi dép đi trong nhà vệ sinh mới, tổ chức tiệc chứ. Mà đã đi tiệc là phải có ăn lại phải có quà. Bây giờ nhà nhà tổ chức tiệc, thế cứ thi nhau tặng quà, thế chỉ khổ những cái thằng được mời thôi. Tốn kém lắm. Thỏ ra đồng nào y rằng hay là cuộc đời thịt luôn cái đồng đấy. Thì phải có biện pháp chứ. Lũ kéo anh đâu, ta đắp đê đến đấy. Không đắp đê kịp, ta mua phao. Không có tiền mua phao thì lấy nồi niêu xong chảo ra mà chống chế. Ôi anh ơi, cái phong trào mà quà cáp lấy nghĩa tử lên cao quá rồi, chống đỡ cái kiểu gì? À, hay là anh ấy cho bọn em học theo cái style trốn của anh. Mặt anh chắc là dày lắm nhở. Chị ơi chị, thảo nào đại ca mọi khi đầu chân đi nắng mà da không hề bị đen. Chắc là da dày quá. Ơ vâng, đúng anh trốn. Nhưng mà anh lôi toàn những lý do cực kỳ hợp lý và tính hiệu quả cực kỳ cao. Anh thử truyền đạt lại một ít bí quyết cho bọn em xem nào. Đây nhá, ví dụ thế này. Alo, sao? Hai tử cưới cậu à? Ui dồi ôi, chết thật đấy. Hôm ấy lại ngày giỗ ông cố nội nhà tớ. Cái gì? 27 con cậu thôi nôi á? Ui trời ơi, đen đủi quá. Hôm đấy lại là giỗ ông cố ngoại nhà tớ. Đấy, cứ lôi ông cố nội, ông cố ngoại ra chống chế thì có phải là trốn được hết không? Ôi, chứ chả lẽ đại ca có tận 365 ông cố để dỗ cho cả năm à? Thì nếu mà lấy lý do đấy không hợp lý, không ngon lành thì đã chuyển lý do khác.
ví dụ như là bận đi họp rồi là đi công tác chẳng hạn. Anh ơi, bây giờ thiên hạ người ta khôn lắm, có bao giờ người ta chọn ngày đẹp để tổ chức đâu. Người ta toàn đút vào những ngày thứ bảy chủ nhật đấy, anh lấy đâu ra mà công việc để thoái thác. Thế thì anh ấy bảo phải vận dụng cái đầu, kể cả đang chat với nhau, nếu mà nó nhắn cho anh dòng chữ mai đi sinh nhật mình nhé, anh sẽ nhắn lại ngay như thế này này, từ chối cực kỳ khéo luôn. Bạn ơi, bạn đi mua cho tớ cái thẻ điện thoại 500.000 nhé. Thế là nó chạy mất dép ngay bởi vì nó nghĩ anh bị hack nick, đúng chưa? Đây rồi, may quá gặp vào đây. Lệnh truy nã của cháu à? Không phải của cháu, mà của Quyết. Của anh à? Bác ơi, bác để quên cái thiệp này một tuần rồi. Một tuần bác mới đưa cho cháu đúng không ạ? Bác xin lỗi. Bây giờ bác quên khuấy đi mất cái gì, mải lo những việc nhà cửa con cái, rồi hết chuyện vợ, bà lại còn chót hứa với ông bố vợ phải hầu rượu, thế tự nhiên quên khuấy đi. Thế có muộn không? Rất không may mắn là ngày mai mới là sinh nhật bạn ý. Rồi, may quá. Thế mà bác cứ áy náy mãi. Bác chót hứa với cô bé là giao tận tay cho cháu cái thiệp. Tao này, con bé nhìn trông cũng xinh đáo để, duyên dáng dễ nhìn đấy. Nhá. Bác, bác quên của ta đi. Người trước mặt bác là cháu, cháu mới là người gần gũi, thân thiết với bác hơn đúng không ạ? Thì cái chuyện đó tất nhiên rồi. Thế nên cháu muốn nhờ bác giúp cháu một việc. Bác cố gắng giúp cháu nhá. Có cái chuyện gì thì cứ nói đi, ấp a ấp úng. Mày làm cho bác hồi hộp thế này. Bác có thể quên cái tiệp này đi được không ạ? Coi như bác chưa hề đưa cháu. Sợ tốn tiền gì. Này, thiếu gì cách, cháu cứ đi đi, bỏ một tí tiền mừng, nhưng nhớ dắt theo mấy đứa trẻ, mà càng nhiều càng tốt, họ hà nhà mình cho đi hết, đúng không? Thế là được một bữa no say mà vẫn đẹp mặt mình. Bác áp dụng cái trò này nhiều lần rồi. Tóm lại là vẫn mất tiền. Không, cháu có bao giờ mà có ý định là trốn chạy sinh nhật đâu. Làm người ai làm thế. Chỉ vì là cháu có một cái lý do riêng, thiêng liêng khó nói. Nhưng thôi, bác là người nhà nên câu chuyện làm quà cháu cũng nói luôn. Cô ta chính là... chủ nợ. Bác xin lỗi, chẳng qua là mấy tháng nay ấy, bác cũng nợ nần một ít, thế đâm ra cái chữ nợ nần nó cứ luẩn quẩn ở trong đầu. Thế nào, thế nói tiếp nè. Cô ta chính là người yêu cũ cháu. Ô hay, thế sao mấy lần trước nói với bác là kêu là chưa có người yêu cơ mà. Xong, anh vừa giải quyết xong một vụ sinh nhật, vừa không mất tiền mà lại không mất mặt tí nào. Thế đại ca làm trò gì? Kể bọn em nghe vào. Con người ta hơn nhau ý là ở cái đầu các em ạ. Anh chỉ cần nói vài câu thôi, thế là bác bảo vệ đã đứng ra hứa sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho anh. Thôi, đại ca đừng có chém. Ôi, cái cô này, anh sống đến nay là hai mươi mấy tuổi đầu rồi, anh chưa biết chặt chém là gì luôn. Đại ca, đánh em chết ý. Em cũng không thể tin được cái chuyện là bác bảo vệ lại chịu hết trách nhiệm cho anh đâu. Thì thế, thế anh mới bảo là anh phục tài trí của mình. Anh nói thế này nhá. Bác ạ, thật sự cháu rất muốn đến sinh nhật cô ấy để cùng chung vui với cô ấy. Nhưng cô ấy chính là mối tình đơn phương 4 năm trời đại học của cháu. Thật sự cháu không chịu đựng nổi khi nhìn thấy cô ấy bên một chàng trai nào đó. Người này cắt bánh gato mà người đó không phải là cháu. Thế là bác ấy trả lời. Bác hiểu. Được rồi, bác hiểu. Cháu cứ ở nhà đi. Có gì bác sẽ nhận trách nhiệm về mình. Bác sẽ nói là bác chưa hề đưa thiệp cho cháu. Thế nhá. Ui, ui, hết rồi. Bài phục, bài phục. Lần đầu tiên cho phép biết được gửi lời cảm ơn tới cha mẹ đấng sinh thành của mình. Xin cảm ơn các bạn. Thôi. Alo, Quân nghe. Cái gì? Cậu qua đây á?
Ừ, mặc dù tớ đã đưa thiệp cho bác bảo vệ, nhưng tớ sợ bác ấy quên, nên tiện đường tớ lên trực tiếp mời cậu cho nó trịnh trọng. Cậu thấy tớ có chu đáo không? chu đáo quá. Với lại, hôm nay tớ sẽ giới thiệu cho mọi người biết người yêu mới tinh, cực yêu luôn. Quả này thì chỉ có cưới thôi. Mà mọi người đang phàn nàn vì lâu lắm rồi không thấy cậu xuất hiện ở bất cứ cuộc vui nào đấy. Lần này tớ sẽ làm cho mọi người bất ngờ khi kéo được cậu đi. Thôi, cậu chuẩn bị đi nhé. Tớ lên rồi mình đi luôn. Tôi chết rồi. Có chuyện gì thế ạ? Chết rồi. Cái cô anh vừa kể chuẩn bị mang thiệp lên đây đưa cho anh rồi. Làm thế nào bây giờ? Xin chia buồn với anh. Lần này ấy anh không trốn được đâu. Chết rồi. Bó tay. Bó chân à? Không được, không được, phải đi cạnh. Giải ca, anh cứ bình tĩnh đi. Trời, Quyết, cậu làm sao đấy? Tớ buồn và cô đơn quá cậu ạ. Tớ với ông anh họ chơi thân với nhau từ bé đến lớn. Thế mà hôm nay ông nỡ bỏ tớ để đi lên. Anh Hải đúng không? Người yêu tớ cũng tên là Hải đấy. Ồ, trùng hợp nhỉ? Mà sao cậu biết anh họ tớ tên là Hải? Thì hồi cách đây 3 tháng chúng nó rủ cậu đi ăn liên hoan. Cậu chả bảo là anh họ cậu tên là Hải bị tai biến mạch máu não, sắp chết rồi. Đấy thì nghe cậu nói thì như nguy kịch lắm. Hay là anh ấy chết rồi? Tớ chưa buồn nhá, để tớ gọi chúng nó mang vòng hoa đến rồi viếng luôn được không? Đừng mang, không mang vòng hoa làm gì đâu. Anh ấy uống nhân sâm với cả nhân trần, khỏe lại rồi. Khỏe lại rồi à? Thế thì đi sinh nhật tớ thôi. À không, ý tớ là anh ấy khỏe trong hấp hối. Khỏe trong hấp hối á? Ừ, có nghĩa là anh ấy sắp chết rồi nhưng hơi thở lại như người khỏe mạnh. Người ngoài nhìn thấy tưởng là anh ấy khỏe nhưng mà thật ra là anh ấy đang rất yếu. Thì bệnh tật như thế, tớ lại bỏ đi ăn chơi nhảy múa hát ca. Tớ thấy không nỡ. Tớ làm như thế thì đúng là có lỗi với anh ấy lắm. Thế thôi tớ về nhá. Có thông tin gì thì báo cho bọn tớ, để bọn tớ còn biết đường mang vòng hoa đến để viếng nhá. Chào cậu. Cô ta đi rồi, đại ca siêu đấy, nói dối không chớp mắt. Em nói thật nhá, em đứng ở ngoài nghe thôi mà đầu óc cũng đảo điên luôn. Đúng thật là bề ngoài hiền hậu ngây ngô, bên trong nham hiểm mưu mô. Chết người. Là khen hay đá đều anh đấy hả? Quyết đã ra tay ấy thì sắn dây chắc chắn ra bã. Anh chỉ cần lôi lý do ông anh họ bị tai biến, sắp chết, thế là lại thoát một cái sinh nhật. Có thật là như thế không đại ca? Thật gì mà thật, bốc phét thôi. Ông ấy ngủ mê, đập đầu thành giường, chứ tai biến cái nỗi gì. Sao mà được dã man thế? Người ta đang tử tế lành lặn, anh lại bảo người ta tai biến sắp chết. Khác nào rủa người ta đâu. Đại ca làm thế không sợ phải tội à? Anh có muốn thế đâu. Anh chỉ định nói là ông anh họ anh hôm nay cưới, anh không đi được. Ai ngờ đâu cô ta lại nhớ ra cái chuyện cách đây 3 tháng anh trốn liên hoan, anh bảo là anh Hải bị tai biến sắp chết. Muốn trách ấy, chỉ tại là cô ta có trí nhớ quá tốt thôi. Nói dối như thở. Anh hứa, sinh nhật mấy đứa anh sẽ không nói dối nữa nhá. Liệu. Alo, anh Hải à? Ừ, Quyết à. Bận gì không? Mình đi làm một bữa đi. Ăn uống à? Thế đi luôn. Đấy, ăn uống nghe nó có vẻ vui vẻ hay không? Chứ sinh nhật với cả mừng nhà mới là em hãi lắm. Em vừa từ chối khéo một đứa bạn đến mời sinh nhật đấy. Khiếp, con gái con lứa gì mà lỉ lợm dai như đỉa anh ạ. Nhưng đi với anh cũng là ăn sinh nhật đấy. Anh để cho chú một sự bất ngờ. Lại sinh nhật à? Thôi, bất ngờ em không đi đâu. À, vậy thì anh sẽ cắt viện trợ của chú mỗi khi chú vấn. Thế bất ngờ đấy là bất ngờ gì? Anh nói luôn đi, tính em là tò mò con tò vò lắm. Hôm nay là sinh nhật người yêu anh. Anh định làm lễ ra mắt gia đình luôn. Cô ấy là một cô gái vô cùng xinh đẹp và nết na. Chú đến quán quen ngoại anh em mình luôn nhé. Ôi, gấp thế à? Gấp thế làm sao em chuẩn bị quà kịp? Mà không có quà có được không? Không cần quà cáp gì đâu. Chỉ cần chú đến ra mắt gia đình là được rồi. Thế thì được, em đến luôn nhé. Cảm ơn. Cảm ơn nhé. Sinh nhật vui vẻ nhé. Cảm ơn. Mời hai bạn vào. Anh! Lan! Cậu còn dám bắt mặt đến đây à? Anh nghe Lan nói hết về chuyện của chú rồi. Anh sống khỏe mạnh thế này mà chú bảo anh tai biến 3 lần. Lần này thì hấp hối. Thật ra em không muốn nói thế đâu. Tại dòng người nó xô đẩy mà em không muốn bị đẩy thành ra. Thôi, chú về nhà đi. Tối về anh nói chuyện với chú. Chú đi về đi.
cuối cùng vẫn thoát được khỏi cái sinh nhật. Tiền mà mất cho sinh nhật thì đúng là phí thật.